Quá chín rồi. Cạo hết cái đồng vỏ của nó đây. Trong khi chờ đợi cá đang lướng, vừa mới câu được cá, bọn tôi vừa câu được thêm 3 con cá đây. Cá sộp nhá, ở dưới cừ. Trong khi chờ đợi lướng cá, chín cá thì khoai cho bà trước này. Khoai này các bạn này, đã chín. Anh em cho các cháu nó ăn khoai trước. Ô, ăn đi. Hai đứa ăn đi xem nào, ngon không nào. Hai đứa bóc thử xem ăn ngon chưa nào. Nào bắt thử, bóc thử khoai ăn xem ngon không nào. Người bóc thử đi. Chín chưa, chín chưa? Chín rồi. Thơm không? Thơm lắm. Thơm lắm à, ngon không, ăn nào. Rét quá nha em ạ. Ngoài đồng được ấm lửa như thế này, quá là ấm luôn. Anh em xem, rất là xa. Ở trong đồng cơ. Kiếm được một đống lửa như này ngồi thực sự rất là ấm. À, chà. Trong khi chờ ba tên cá này chín, các cháu ăn khoai lướng trước. Rồi, thơm không? Có. Ngon nhè. Rồi. À xà. Con cá này nó đi lăn xuống à. Rồi. Gần hết củi rồi. Ăn xong lần khoai này, hai đứa lại đi kiếm củi tiếp nữa chưa? Ok. Lại đi thêm một vòng nữa nhá. Lượng củi đã gần hết. Ở giữa đồng này rất khó kiếm củi các bạn ạ. Bởi vì là nó xa, không có cây cối gì đâu. Toàn ruộng thôi. Ruộng ở đây đa phần là chỉ là cây lúa, cho nên là không có cây củi gì mấy đâu. May được cái chỗ này, bên chỗ này nhà bác này có một cái trang trại. Nhà bác ấy làm không có người ở đâu, nhưng mà có bờ rào bờ giấc thì nó có ít cây củi. Thì là các cháu nó tận dụng và lấy được ít cành cây này để đốt thôi, chứ còn các chỗ kia nó không có đâu. À, khoai lang đã thơm rồi. Ba con cá thì đang trong quá trình nướng tiếp. Rồi. Ba con cá này ngon quá. Chỉ tội là không có muối mắm gì các bác ạ. Không có dao dựa gì để ấy. Để mổ nó mà không có cái gì để kẹp. Nên là thôi, chúng tôi đành phải kẹp bằng tự cành que tự chế hết đấy các bạn ạ. Rồi. À, dở lên nhá. Con cá này rồi. Con này đã cứng cứng rồi. Ba con cá sộp các bạn. Nhỏ nhỏ thôi. Đấy, ba con. Đang được lướng, đang hong khô. Hai cháu nó đang ăn khoai này, rất là ngon. Xem nào, củ khoai đấy, nó củ khoai lang. Rồi. Bác máy múc vẫn đang miệt mài làm. Ok. Xin phép các bạn nhá, tôi lại dừng lại video để dở cá.